Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ dạy về các loại mạn và dấu hiệu nhận biết là gì ạ? Khi mình quan sát thấy tâm mạn xuất hiện thì mình nên ăn trú trong đề mục nào để dứt trừ tâm mạn, không cho sinh khởi ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Mạn thì muốn nói là tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn nó chỉ sinh khởi trong khi mà mình có một cái sự so sánh mình với người khác, như mình có sắc đẹp và mình nghĩ rằng ta đẹp hơn người kia. Thì cái lúc đấy là bắt đầu nó có cái sự ngã mạn nó khởi lên. Có thể mình bằng người đấy, cũng có thể mình xấu hơn mà mình nghĩ là mình đẹp hơn. Thì đôi khi nó thành quá mạn. Đôi khi mình rất là xấu xí, mình nghĩ rằng mình rất là đẹp, tăng thượng mạng. Nên là mình có sức khỏe hơn, mình có trí tuệ, luôn luôn có sự so sánh như vậy. Thì đó là ngã mạng. Hoặc là có những cái ngã mạng, đó là tự mình đi so sánh mình với những bậc thánh nhân. Thì nó lại càng trở nên cái sự, cái ngạo mạn nó càng trở nên rất là lớn. Thì khi mà mình không có cái sự so sánh thì nó không có ngã mạn, còn có so sánh thì sẽ có ngã mạn. Thì cái ngã mạn đấy nó chỉ được diệt trừ khi nào mình quán về cái sự tan hoại, cái sự biến hoại, cái sự sinh diệt của tất cả những cái gì nó có những cái pháp hữu vi này, như là sắc này thì nó không bền vững mà một ngày nào đó nó sẽ phải già, phải bệnh, phải chết, phải hủy hoại theo thời gian. Khi mình hiểu ra được cái tính vô thường ấy thì cái ngã mạn nó sẽ không khởi lên nữa. Cái sức khỏe cũng vậy, mình có thể suy xét, suy nghĩ đến những cái vị anh hùng có những cái sức mạnh lớn ở trong các cái truyền thuyết trong lịch sử, không ai còn sống mãi được. Vậy thì ai thì cũng phải chết. Vậy cái người mà niệm sự chết nhiều ấy, nó cũng diệt trừ được cái ngã mạn. Vậy tất cả các cái khác nó cũng thế. Mình có cái sự tự hào, có cái sự khen mình chê người thì đấy là ngã mạn. Còn khi mình hiểu ra được mọi thứ trên đời này nó không có thật, hiểu ra được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái sự bất tịnh, như người nào ấy luôn luôn an trú trong những cái pháp đó, thì mình luôn luôn an trú trong cái pháp bất tịnh thì nó cũng ngã mạn, nó cũng được diệt trừ. Luôn an trú trong cái sự mà hiểu ra các sự thật về sinh già bệnh chết, nó ngã mạn nó cũng được diệt trừ. Hiểu về cái sự cuộc đời này là giả tạm, vui ít khổ nhiều, thì luôn luôn an trú ở trong những cái pháp ấy thì ngã mạn nó không khởi lên. Còn những người nào mà luôn luôn an trú ở trong cái tà kiến, nghĩ rằng có cái thanh tịnh ở trong cái bất tịnh, những cái thân này có đẹp có xấu, thì là bắt đầu nó có ngã mạn. Vì ấy luôn nghĩ rằng có cái cuộc đời này là chạy theo những cái tham dục nhiều, hưởng cái dục lạc, cho rằng đó là hạnh phúc, thì vị đấy sẽ sinh ra những ngã mạn. Vì ấy có cái chấp thủ, chấp trước một cái gì đó thì nó cũng sinh ra những ngã mạn. Cái người nào có học pháp nhiều thì tư duy chánh, chân chánh nhiều thì ngã mạn nó ít khởi lên. Còn mình để cho những cái tà kiến, tà tư duy nó khởi lên nhiều thì ngã mạn nó sẽ khởi lên. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chí Đạt. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ dạy cho con cách ăn ngày một bữa cho người mới bắt đầu tập ạ. Con xin tri ân sư ạ. Ăn ngày một bữa thì nhưng mà trong pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy là không ăn phi thời. Không ăn phi thời thì người ta có cái, có những người người ta sẽ ăn bằng cái cách đó là chỉ ăn từ cái lúc rạng đông cho đến trước khi trời đứng bóng. Thì cái giờ rạng đông thường thường ở Việt Nam nó khoảng 5 đến 6 giờ sáng, và cái giờ đứng bóng này nó từ 11 rưỡi đến 12 giờ. Đấy, nó cái khoảng cái thời gian đó. Thì một cái người có thể ăn vào cái giờ đấy ấy, là được, cũng được gọi là ăn không ăn phi thời. Hoặc là có những người sẽ ăn, chỉ có ăn ngày một một lần một bữa thôi, thì vị đấy chỉ ăn vào một buổi sáng hoặc một buổi trưa thôi, vì nó không nên ăn buổi chiều buổi tối, thì sống bằng cái hạnh đó cũng được. Nhưng mà chỉ có cái người nào mà có cái sự giữ giới và hành thiền thì hẳn đi kèm với cái hạnh ăn chi túc này. Chứ còn cái người đó chỉ ăn nhưng lại không giữ giới, ông hành thiền, không biết là ăn để làm gì, ăn một bữa để làm cái gì. Mình phải hiểu được cái mục đích của mình ăn một bữa để làm gì, cái lợi ích của cái việc ăn một bữa là được cái gì mà ăn, tại sao lại ăn như vậy, suốt ngày đi làm vất vả gian nan. Về ăn một bữa thì một
mai mốt nó gầy gò, nó mất hết sức khỏe, nó sinh ra ốm đau bệnh tật thì sao? Vậy thì nó, cái pháp ăn một bữa ấy nó phù hợp với những cái người tu tập đang có cái tâm là mong muốn đoạn trừ những cái phiền não ở trong tâm, mong muốn chứng ngộ niết bàn, đang trên cái con đường thực hành những cái thiện pháp ấy. Vì để diệt trừ cái lòng tham ăn, để diệt trừ đi cái tâm tham ái đối với đồ ăn ấy, thì hãy sống chi túc đối với thức ăn để không bận rộn năng sang, để có nhiều thời gian tu tập, để dễ dàng chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán. Thì hãng như vậy thì hãng hướng đến cái việc là ăn ngày một bữa. Còn nếu như là một người cư sĩ tại gia, mình có nhiều bận phận sự công việc phải làm, mình chưa phải là có cái nguyện vọng chứng ngộ niết bàn, hay chưa có cái thuận duyên thực hành pháp, thì cái việc ăn đấy không quan trọng. Ăn nó không phải nó tạo ra công đức gì cả, mà ăn để diệt trừ những cái tham sân si ở trong tâm. Vậy thì khi mình đang nỗ lực công phu để đoạn trừ những cái phiền não này, thì cái việc mà mình chi túc đối với cái việc ăn ấy, cho nên mới cần ăn một bữa. Thì có thể mình chỉ ăn bữa thôi, mình ăn bữa sáng hoặc bữa trưa, miễn là cái khoảng thời gian trước giờ, sau giờ rạng đông và trước giờ đứng bóng, mình ăn vào cái giờ nào cũng được. Đấy, là ăn một bữa thì ăn thì không có gì mà phải dạy cả, không có pháp môn gì cả. Thì cái hàng ngày mình có thức ăn gì thì cứ thức ăn cho nó no bụng, thì lại đợi đến ngày hôm sau ăn tiếp. Hoặc là vì ấy sẽ có cái hạnh là ăn ngồi một lần. Đấy là những cái người mà thực hành những cái hạnh đầu đà, thì khi mà nó đứng lên rồi thì vị đó sẽ không ngồi ăn nữa. Cho nên là vị đó khi đã ngồi xuống ăn thì vị đó chỉ ăn một lần cho hết, ăn xong rồi. Và nếu như đang ăn mà có một cái duyên sự, một cái duyên cớ gì đó mà phải đứng lên, thì vị đó cũng sẽ chấm dứt cái bữa ăn tại đó. Đấy là những người thực hành theo cái hạnh đầu đà, ăn ngồi chỉ một lần. Thì nó còn tùy theo cái lựa chọn. Cái pháp môn này Đức Phật không bắt buộc là ai phải thực hành, tùy theo lựa chọn mỗi người. Ăn không ăn phi thời, hay ăn ngày một bữa, hay ăn chỉ ngồi một lần, thì mình phát nguyện mình thọ trì như thế nào thì mình thọ trì, mình phát nguyện ăn ngày một bữa, thì mình hãy thực hành như vậy, hay tập như vậy đi, xem có làm được không, và để xem mình làm được bao lâu. Và cái ăn đấy không phải là chỉ có ăn rồi mình tự hào tự mãn với cái việc ăn một bữa đấy, mà ăn đấy là kết hợp với hành thiền để diệt trừ những phiền não. Khi ăn như vậy mà mình cảm thấy là cái đạo tâm nó tăng trưởng, cái phiền não nó diệt đi, thì hãy ăn như thế thì tốt. Nhưng nếu ăn như vậy mình cảm thấy sức khỏe nó yếu đi, phiền não nó tăng lên, cái sự tu tập về giới định tuệ nó không tăng trưởng, thì cái việc ăn đấy là chướng ngại và không nên duy trì nữa. Nên là cái việc ăn là như thế đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, việc sử dụng các chương trình, ứng dụng máy tính, bẻ khóa, không mua bản quyền của nhà sản xuất thì có bị xem là tội trộm cắp không ạ? Có xin chiên sư và ban tổ chức ạ. Khi nào mà mình có cái tâm cố tình lấy trộm của người khác, nếu như người ta mà có giữ bản quyền mà mình cố tình mình ăn cắp bản quyền của người ta, thì mình sẽ ăn, thì sẽ vướng vào, thì sẽ phạm vào giới trộm cắp. Còn có những cái mà người ta không giữ bản quyền, có những cái mà người ta muốn bố thí, muốn lan tỏa, muốn cho mọi người cùng được sử dụng, người ta muốn công khai, không có giữ bản quyền, thì mình sử dụng cái đấy là không, thì mình không phạm. Như vậy khi mà có những người người ta chủ trương bố thí, mình đến mình thọ nhận thì không phạm. Có những người người ta không có chủ trương bố thí mà người ta cần phải mua bán thì mình phải mua bán. Thì ở trên mạng nó cũng thế, mình cái gì nó mua bán thì mình phải mua bán. Còn những cái gì mà người ta không có giới hạn mua bán thì mà người ta cho mọi người được sử dụng thì mình sử dụng thì không sao. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, con muốn thọ bát quan trai giới, nhưng hiện tại con đang điều trị bệnh nên cần ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Nếu vậy thì giới không ăn phi thời con không thể thực hiện được. Vậy con có thể thọ bát quan trai giới không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Không thọ được cái giới đấy thì nó không gọi là bát quan trai giới nữa. À, lúc đấy nó không phải là bát mà nó chỉ là thất thôi. Gọi là hôm đấy không giữ được 8 giới thì giữ 7 giới cũng được. À, thì cái ngày hôm đấy nó không thành tựu cả 8 giới.
Nhưng nếu như mình giữ cái giới như là không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, không xem nghe múa hát, thì đó cũng là một cái pháp chi túc, đó là một cái pháp thu thúc, đó cũng là cái pháp làm cho cái mình bớt bị hướng ngoại năng sắc, bớt đi những cái phiền não ô nhiễm cũng tốt. Thì cứ thọ trì được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ con thưa sư, trong bài kinh Tiểu Phân Biệt Nghiệp có một đoạn: Này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy sẽ sinh vào cõi xấu, đọa xứ. Trong giới luật thì tỳ khưu không được sử dụng vòng hoa, dầu thơm, xe cộ. Thì trong đoạn kinh này có bị mâu thuẫn không ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cái, mỗi một cái bài kinh Đức Phật dạy cho một đối tượng, thuyết cho một cái đối tượng, những cái hạng người khác nhau. Và những cái nguồn nó phát sinh ra công đức nó khác nhau. Chứ nó không phải là ai cũng như ai, không phải là những cái pháp nào giống nhau cả. Nên là có những cái người là những cái người gia chủ, người ta không thể chuyên tâm thực hành giới định tuệ như những người xuất gia, những hàng sa môn, bà la môn, những hàng vị sa môn được ấy. Mà những cái người đấy khi sống không có biết tạo ra những công đức phước lành gì, thì vì cái cuộc sống không có tạo ra công đức như vậy, không tạo ra phước như vậy, vì ấy sống không biết giữ giới, không biết tu tâm mà cũng không biết tạo phước, thì chắc chắn là cái vị ấy khi chết sẽ sinh về những cái cõi thấp kém, là cái điều chắc chắn. Đức Phật nói thế không sai. Nhưng mà cũng có những người vì sống nhưng người ta không bố thí, nhưng người ta tạo ra công đức từ những cái nguồn công đức khác, như là người ta thọ trì giới, người ta có thể không bố thí cúng dường gì nhưng người ta giữ giới thanh tịnh, thì nhờ cái giới hạnh ấy người ta được sinh thiên, được sinh về cái cõi này. Hoặc là cái người đấy sẽ thực hành thiền chỉ quán, và hoặc là người đấy có cái tâm cung kính, nghe pháp học đạo, thì có nhiều cái cách để tạo ra công đức khác nhau, chứ không phải là chỉ có bố thí mới tạo ra công đức. Vì vậy nên là đối với người xuất gia thì không đòi hỏi là vị ấy cần phải bố thí những cái vật chất nữa, nhưng là vị đấy vẫn tạo ra những cái công đức lớn nhờ cái sự thực hành giới định tuệ, nhờ có sự tu tập nội tâm. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi: sự tác ý trong các hoạt động hàng ngày khác với pháp như lý tác ý như thế nào thưa sư? Ý trong các hoạt động hàng ngày là khi mình làm cái gì mình biết mình làm đấy. Tác ý khi mình làm việc gì thì mình biết mình làm việc đấy. Thì đấy là cái hành động hàng ngày của mỗi người mà làm mỗi cái công việc khác nhau. Thì mình làm những cái công việc đấy có những cái lúc cái công việc ấy nó khởi nên tâm thiện, cũng có khi cái công việc ấy nó khởi nên tâm bất thiện. Vậy thì với cái người mà có như lý tác ý thì trong cái công việc hàng ngày vì đó cũng có thể áp dụng để nó khởi nên những cái tâm thiện được. Như lý tác ý là khi mà mình tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh trần nào, có cái sự hiểu biết đúng, suy xét đúng, nhận định đúng về cái cảnh đấy, về cái điều đó, chân chánh nhận biết đúng về cái pháp đó, thì nó không khởi nên những cái pháp bất thiện, không khởi nên những cái ô nhiễm, thì đó là như lý tác ý. Còn như lý tác ý đấy cũng mình cũng có thể áp dụng trong cái lúc mình làm những cái công việc, làm những cái công việc nào đấy, thì mình cũng quan sát về cái thân mình này, luôn thấy cái thân này là tứ đại này, thân này là thân năm uẩn này, những cái việc làm ấy nó chỉ là những cái hành động đang làm này, cái thân tâm này nó cũng là vô thường của vô ngã này, cái khởi nên những cái tâm là ta sẽ làm cái này, ta làm cái kia. Mình cũng tác ý rằng ngay cả những cái tâm mà mình đang nghĩ sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia đấy, nó cũng là cái sự sinh diệt, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì đấy là mình sẽ có được cái như lý tác ý ngay cả trong những cái công việc hàng ngày đó. Còn nếu như cái người nào mà không có như lý tác ý, khi mình làm cái gì mình cũng có cái sự ta làm cái này,
ta làm cái kia. Rồi cái việc làm tốt thì mình lại tự hào, à ta đã làm cái việc này rất là tốt. Cái việc gì đó nó không tốt thì mình trở nên cái tâm hận và ta đã làm cái việc này không tốt. Thì nó sẽ sinh lên những cái yêu, cái ghét, cái hơn thua ở trong đó. Thì đấy là cái người không có như lý tác ý, thì sẽ luôn luôn có cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta như vậy. Còn với cái người có như lý tác ý thì đối với bản thân mình, vì ấy cũng thấy ra được cái sự thật. Nên cái thân này nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta, nó là vô thường của vô ngã vậy. Còn những cái hành động, những cái việc làm hay những cái sản phẩm mình làm ra cũng thế. Thì nó không phải là ta, không phải của ta gì cả. Nó chỉ là tứ đại, đất nước, nửa gió, sinh diệt, vô thường, giả tạm mà thôi. Vậy cho nên là vị ấy không có dao động, không có khởi lên những cái tâm tham, không sân hận, không phiền não với cả những cái công việc ấy. Thì một cái người có như lý tác ý thì vị ấy sẽ có được cả trong mọi cái hành động, trong mọi cái sinh hoạt, trong cái công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái tâm nó bớt đi những cái phiền não khổ đau. Còn những người không có như lý tác ý thì hay có cái sự tham ái chấp trước, hoặc là sân hận, hoặc tà kiến, nó sẽ đi theo với những công việc, việc làm ấy. Vậy nên là phải luôn luôn sống trong chánh niệm ấy. Cái người nào luôn luôn sống trong chánh niệm, thọ trì một cái pháp thiền nào đấy để tu tập, rồi vị ấy sẽ luôn luôn chánh niệm trên cái pháp thiền đấy trong cả những cuộc sống hàng ngày, thì sẽ rồi dần dần nó sẽ phát triển lên được cái như lý tác ý. Khi mà vị đó tu tập mà ở cái trình độ tốt cao hơn thì cái tác ý nó đi kèm với trí tuệ mạnh. Còn mới tu tập thì nó cũng vẫn khởi lên được cái tâm tác ý, nó cũng chế ngự đi được những cái phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thọ bát quan trai giới thì mình cần đến chùa để sư thầy truyền tám giới không ạ? Hay mình chỉ cần ước nguyện trước bàn thờ Phật thọ trì tám giới là được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà có một cái vị thầy hay là mình ở gần một cái ngôi chùa, hay là có những ngôi chùa đấy có cái sự truyền giới và mình có thể đến trực tiếp ở cái nơi đấy có đầy đủ Phật pháp tăng thì mình thọ trì, thì cái tâm giữ giới nó sẽ mạnh hơn. Là cái hôm đấy mình sẽ giữ giới, nó có cái động lực hơn, và mình giữ giới sẽ có những cái tạo ra được những cái phước lớn hơn, cái tâm sở tư nó sẽ mạnh hơn về cái sự giữ giới đó. Còn nếu như mình không có điều kiện như vậy, mình sống ở một cái môi, ở cái nơi, cái vùng đấy không có cái ngôi chùa, không có những cái vị thầy truyền cái giới đấy cho mình, thì tự mình thọ trước ban thờ Phật cũng được. Mình thọ giới, bắt quan trai giới một ngày một đêm hôm đấy, thì cố gắng tu tập cái hạnh của một cái bậc thánh nhân, như bậc A-la-hán suốt đời thọ chỉ những cái giới như vậy, và mình sẽ sống một ngày một đêm để sống theo cái hạnh của cái bậc thánh nhân. Vậy thì hôm đấy mình giữ giới nó phải đi với cái việc hành thiền tu tập, hoặc là nghe pháp và hành thiền trong cái ngày hôm đấy, để cho cái giới nó thanh tịnh mà nó tạo ra cái phước lành lớn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tu tập tại gia cho người mới bắt đầu thì lên tụng kinh nào ạ? Và nhà không có ban thờ Phật thì con có thể tụng trong phòng của mình với tâm hướng về Phật được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Với người tại gia thì bắt đầu thì phải quy y Tam Bảo thì mới thật sự là trở thành một cái người Phật tử tại gia. Lúc đấy mình phải hướng về, mình nguyện trở thành đệ tử của Phật, nguyện học cái giáo pháp của Phật, nguyện sẽ y cứ theo những cái lời chỉ dạy của chúng tăng đệ tử của Đức Phật để trở thành một cái người có quy y Tam Bảo như vậy, và thọ trì năm giới, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không uống rượu. Thì lúc ấy mình phải thay đổi, nếu như trước đến giờ mình đã có những hành động sát sinh thì bây giờ mình phải luôn luôn ngăn ngừa, đề phòng, tránh, tuyệt đối không sát sinh nữa. Vậy trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình luôn luôn cái những cái hoạt, những cái điều đó nó sẽ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, và mình sẽ luôn luôn bắt gặp những cái hành động là ta sẽ sát sinh hay không sát sinh, cố ý sát sinh hay cố ý tránh xa sát sinh. Và lúc đấy cái tâm nào nó mạnh hơn, nó chiến thắng,
hay là mình thấy những cái tài sản của ai, mình sẽ có cái sự lựa chọn là ta sẽ cố ý lấy trộm cắp hay là ta sẽ cố ý tránh xa. Như vậy những cái hành động tà dâm, nói dối, uống rượu khác, nó luôn luôn như vậy. Vậy cái người đấy, cái hành động tu tập đầu tiên là hãy giữ cho được cái năm giới đó thanh tịnh, thì dù là có tổn hại đến cái tài sản, tổn hại đến danh dự, tổn hại đến sự nghiệp của mình vẫn quyết chí giữ giới. Thì có quyết chí như vậy mới thật sự là cái người có đạo tâm, có cái sự thật tâm tu tu đạo này, có cái lòng thành kính này, rồi cao hơn nữa thì sẽ học những cái pháp dần dần, hiểu về Đức Phật, các cái ân đức của Phật, ân đức Pháp Tăng. Rồi khi mà được học đạo, hiểu đạo rồi, mình sẽ hành trì những cái pháp tu tâm, biết là những cái phiền não, tham sân si ngồi trong tâm nó sẽ dẫn con người đến khổ đau, hãy tu tập những pháp gì để đoạn trừ nó. Đó là mình có những cái chánh niệm tỉnh giác trong những cuộc sống hàng ngày, mà mình nên thọ trì một cái pháp môn tu tâm nào đấy, như là niệm Phật, hay là tâm từ, hay niệm về hơi thở, hay một cái pháp thiền nào đấy. Mình có thể thực hành được những cái thời khóa ngắn hay dài tùy mình. Rồi mình hãy sống chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày nữa, nên là luôn luôn tưởng niệm đến ơn Đức Phật mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, và luôn luôn thấy hổ thẹn ghê sợ những cái nỗi nầm ở trong thân, ở khẩu, ở ý nó khinh ra. Và khi mà nó khởi lên những tâm bất thiện thì cố gắng diệt trừ nó đi, để có cái tâm mỗi ngày nó trở nên thuần thiện dần dần, để cứ học đạo dần dần. Nhưng mà nói chung là mình vẫn phải tự mình học, và cũng có thời gian thì cũng nên tham gia những cái khóa tu tập để được học chuyên sâu hơn, để có cái sự chỉ dạy của những cái vị thầy nữa, thì cái đạo tâm của mình nó mới tiến bộ nhanh. Còn cái sự tự thực hành thì nó cũng tốt, nhưng nó sẽ tiến bộ hơi chậm. Còn nếu như mình có để thời gian ra để đi học những cái khóa học ngắn ngày hoặc dài ngày thì sẽ hiểu nó sâu sắc hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Julie Nguyễn. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hành, thọ, tưởng là 52 tâm sở. Tâm sở, tâm vương luôn lương ghé vào sắc. Vậy hành thiền có diệt trừ được hành tức là sankhara không ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Cái này khi phân biệt được các cái tâm tâm sở ấy, thì mình sẽ phân biệt ra được những cái tâm ấy nó đi kèm, mỗi cái tâm ấy nó đi kèm với những cái tâm sở gì. Tâm tham hay tâm sân hay tâm si đi kèm với những cái tâm sở gì. Thì trong những cái tâm này khi mà mình có những cái tâm gì do mình tác ý nó khởi nên, những tâm thiện hay tâm bất thiện ấy, thì trong cái lúc khi mà mình tác ý như vậy thì nó có cái tâm sở tư. Khi mà mình tác ý xong rồi, những cái tốc hành tâm, bảy tốc hành tâm nó khởi lên, thì nó có cái tâm sở tư ở trong đó. Thì cái tâm sở tư ấy nó sẽ tạo ra cái thiện nghiệp hoặc cái ác nghiệp, nó là sẽ tạo ra cái nhân, và nó sẽ cho ra cái quả báo ở tương lai. Nếu như cái tâm sở tư ấy, cái tư nó cũng là một cái tâm sở, ví dụ cố tình cố ý, cố tình cố ý để mình khởi lên cái tâm tham này, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện về cái tâm tham đó. Hoặc là mình cố ý khởi lên tâm sân, hoặc là cố ý trở nên những cái tâm tà kiến, tâm tâm phóng dật, tâm hoài nghi, thì đó là nó tạo ra một cái nghiệp bất thiện do cái tâm sở tư đó. Rồi khi mà còn mình cố tí khởi lên những tâm thiện như lễ Phật, cúng dường, giữ giới, tu tập ấy, thì cái tâm sở tư nó để lên những cái thiện nghiệp. Và đến lúc mình chết thì trong rất nhiều những cái nghiệp ấy sẽ có một nghiệp nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử, và nó sẽ trở thành cái nghiệp cận tử để mình đi tái sinh sang cái kiếp sau. Thì cái lúc đấy cái nghiệp đấy nó trở thành cái sanghara, đó là do cái nhân đời trước cho nó cái quả đời này, cái nhân đời này cho nó cái quả đời sau. Thì khi cái nghiệp đấy nó đã thành tựu rồi và nó cho ra cái quả tương lai đấy, thì lúc đấy nó là cái sanghara, là cái tâm cái nhân mà nó cho ra cái quả. Còn với một cái người mà nó còn tạo nghiệp, với một người còn tạo nghiệp ấy, là khi mà mình còn có cái sự chấp thủ, có cái sự chấp trước rằng thân này, thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì khi mình làm một cái việc gì đó,
là cái thiện nghiệp ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, nó cũng sẽ để lại cái nghiệp ở nghiệp về dục giới, thiện hay ác, hay nghiệp ở sắc giới, hay nghiệp vô sắc giới. Thôi, đối với một cái bậc đã chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, nó vẫn để lại nghiệp, nó vẫn có những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nhưng là đối với phàm phu thì vẫn có để lại những nghiệp rất là rõ ràng, có thể là ác nghiệp hay thiện nghiệp, và có thể cái nghiệp ấy nó trổ quả, có thể bị ấy đi tái sinh bất cứ cõi nào. Hoặc là những bậc nhị quả, sơ quả, nhị quả, nó vẫn để lại những nghiệp dục giới, nhưng nó không để lại những cái nghiệp mà sinh về cái cõi khổ nữa, nhưng mà vì ấy vẫn tạo ra những cái nghiệp thiện ác ở cái cõi nhân gian thiên giới. Đối với bậc tam quả thì nó vẫn tạo ra những cái nghiệp thuộc về sắc giới, vô sắc giới. Vì vậy thì khi nào mà mình còn tham ái thì nó sẽ còn để lại nghiệp, còn để lại những cái hành, còn những cái tâm sở tư nó vẫn tạo nghiệp. Chỉ có duy nhất một bậc không để lại nghiệp nữa, đó là vị đấy phải là một bậc nậu tận, như là một bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác. Thì tất cả những cái hành động, những cái lời nói, những ý nghĩ nó vẫn khởi lên những cái tâm sở tư, nhưng mà những cái tâm sở đấy là những cái tâm duy tác, hoàn toàn không có quả báo. Và lúc đấy thì vị ấy mới không còn tạo ra những cái hành, tức là không còn tạo ra cái nghiệp thiện hay nghiệp ác gì. Vậy thì cái pháp hành thiền, thiền tuệ, thiền quán như vậy, vị ấy có thể phân biệt danh sắc, có thể quán pháp duyên khởi, cũng có thể quán cái tính tam tướng, tính sinh diệt. Vị ấy có thể chứng đắc các cái đạo quả thấp đến cao. Nhưng chỉ đến khi nào vị ấy trở thành một bậc nậu tận thì mới có thể chấm dứt được các cái sankhara, các cái nghiệp. Chứ còn cái câu hỏi mà bị đấy hỏi chấm dứt cái sankhara, có những người người ta sẽ hiểu rằng cái con đường tu tập thế chấm dứt được cái nghiệp ở trong quá khứ, những cái sankhara ở trong quá khứ chẳng hạn. Tức là vậy thì những cái nghiệp ở trong quá khứ đã tạo rồi, nó có trổ được quả đời này hay không? Thì cái sự tu tập nó có cái sự chuyển hóa về nghiệp, chứ cũng không phải là không có. Có nghiệp nó vẫn chuyển được. Nếu như mà vì ấy đặc biệt là tu đến mức độ cao, như có thể chứng được các cái đạo quả, có thể là trước khi tu tập vì ấy đã tạo ra những cái ác nghiệp rất lớn, đáng phải đọa vào những cõi khổ đau như địa ngục. Nhưng mà nếu như khi tạo, nhưng mà cái nghiệp ấy nó chưa cho quả, nó tạo thành cái hành động tạo nghiệp rồi nhưng nó chưa cho quả rồi, vị ấy tu tập, vị ấy chứng đắc được đạo quả thì nó cắt được cái nghiệp đấy. Có thể là như là tướng cướp Angulimana đã từng giết rất nhiều người, đáng phải đọa vào địa ngục, nhưng khi gặp Đức Phật, vị ấy tu chứng quả là hán, thì những cái nghiệp ấy nó cắt được hết. Thì đấy là trong trường hợp tu tập nó cũng có thể cắt được những cái ác nghiệp. Vậy thì những cái thiện nghiệp nó có thể làm, nó có thể đoạn trừ được những ác nghiệp. Vậy cái pháp tu tập, nhất là cái pháp về thiền tuệ, thiền quán, nếu như vị ấy viên mãn, vị ấy thực hành tốt, rốt ráo, thì nó sẽ có cái sự đoạn diệt những cái ác nghiệp ấy. Nó có thể đoạn được những cái nghiệp mà nó đáng cho ra cái quả báo để đi luân hồi tái sinh. Thì vị ấy có thể đoạn trừ được tất cả những cái nghiệp ấy nhờ cái sự tu tập cái pháp thiền Vipassana. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng. Dạ con thưa sư, như thế nào là chúng sinh hữu tình, như thế nào là chúng sinh vô tình ạ? Cây cối, cỏ cây có phải là chúng sinh vô tình không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Hữu tình và vô tình nó có rất nhiều cách hiểu. Còn cỏ cây hoa lá không gọi là chúng sinh, nó chỉ là những cái vật chất nó thuộc về tứ đại thôi. Những chúng sinh là chỉ được chỉ cho những chúng sinh mà có mạng căn, có thức tánh, hay là những chúng sinh có mạng căn thì có danh sắc. Có những chúng sinh thì chỉ có sắc mà không có danh, có chúng sinh có danh mà không có sắc, có những chúng sinh có cả danh và sắc, như con người có cả danh sắc. Có một số chúng sinh ở cái cõi vô sắc thì chỉ có danh mà không có sắc, có chúng sinh vô tưởng thì chỉ có sắc mà không có danh. Đấy cũng là một chúng sinh hữu tình vô tình đó. Chỉ em hiểu theo cái nghĩa như vậy thì có chúng sinh hữu tình, có chúng sinh vô tình.
có những chúng sinh có thân tâm, chúng sinh thì có thân mà không có tâm, tâm mà không có thân. Còn cỏ cây hoa lá không gọi là chúng sinh, cỏ cây hoa lá là thời tiết, nó chỉ là đất nước lửa gió sinh ra mà thôi. Có những cái chúng sinh mà có thể là mình được gọi là những cái con vi khuẩn, những cái con vi trùng mà mắt thường không thấy, để nó truyền nhiễm một số những cái bệnh cho con người chẳng hạn, hay là trong cơ thể trong người mình có rất nhiều những cái con vi khuẩn vi trùng ấy. Thì nếu như mà trên khoa học hay trên kiến hiển vi, người ta cũng có thể gọi đấy là những cái con này con kia. Nhưng mà những cái con ấy, có những cái con nó không có sắc mạng quyền, nó không có thức tính, và nó chỉ là một cái dạng hoạt động phát triển của thời tiết, thì nó chỉ là đất nước lửa gió, thì nó không được gọi là chúng sinh, nó cũng chỉ là vật chất. Còn có một số những cái con vật nó có danh sắc, nó có cái sắc mạng căn, nó có sinh ra do nghiệp, thì nó sẽ được coi là một chúng sinh. Vậy thì mình nên hiểu là những cái vật chất cỏ cây hoa lá không phải là chúng sinh, không có linh hồn, không có sự luân hồi tái sinh gì, nó chỉ là sự vận hành của thời tiết mà thôi. Còn có những cái chúng sinh hữu tình thì bao gồm cả con người mắt mình có thể thấy được, con vật mắt mình có thể thấy được, và cả những các vị chư thiên, các cái vị thiên thần, các cái vị mà chỉ có thiên nhãn mới thấy mà mắt thường không thấy được, thì đấy cũng đều được gọi là chúng sinh. Chúng sinh là những cái ai mà còn đi luân hồi tái sinh, đi ở trong cái vòng luân hồi tái sinh, có sinh ra để có chết đi lại có sinh ra, thì được gọi là chúng sinh. Còn những người nào mà không có sinh ra, không có chết đi, thì không gọi là chúng sinh nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tâm bất thiện làm diệu pháp biến mất có phải không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không phải là tâm bất thiện, nếu mà mình hiểu như vậy thì cũng ấy quá. Diệu pháp biến mất là do khi mà người ta phóng dật, người ta không còn thực hành đúng pháp nữa, hay là những cái tà pháp, những cái ác pháp che đậy, làm cho người ta không nhận ra được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp nữa. Thì đó là làm cho diệu pháp biến mất. Nói chung là diệu pháp biến mất thì nó do rất nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là lúc đấy là cái duyên của con người với pháp đã hết rồi. Những người có duyên đáng được tu tập, đáng được độ trong giáo pháp đã được độ rồi. Thì còn lại những người chưa đủ nhân duyên mà thôi, thì người ta phát sinh ra nhiều những cái tà pháp. Giống như khi nào trên đời có rất là nhiều vàng giả đã xuất hiện, bán trên thị trường, và người ta không phân biệt được đâu là vàng thật, đâu là vàng giả nữa. Thì đến một lúc nào đó người ta coi giả là thật, coi thật là giả. Như vậy khi nào mà ở trong giáo pháp có rất nhiều những cái pháp giả tạo được phát sinh ra, người này chế ra một cái pháp mới, người kia chế ra một cái pháp mới, và cũng gọi là đây là pháp Phật, đây là Phật Pháp. Thế là một thời gian sau người ta không nhận ra được đâu là pháp Phật nữa. Người ta thấy cái tà, người ta tưởng là chánh. Thấy cái pháp không phải của Phật, người ta tưởng của Phật, người ta học theo, người ta tu theo, người ta hành theo, người ta không thành tựu, không chứng đắc được. Người ta lại truyền bá cái chứng đắc giả, cái pháp giả đấy cho đời sau. Rồi dần dần đấy là diệu pháp nó biến mất. Là nguyên nhân là do những cái tà pháp phát sinh ra nhiều quá, mất đi cái chánh pháp. Rồi cứ như vậy rồi dần dần nó thay đổi. Từ cái thật nó thành cái giả, từ cái chánh nó thành cái tà, từ cái không đúng cái pháp của Phật nó trở thành những cái pháp thế gian được trà trộn vào và biến mất. Diệu pháp là do những cái sai trái ở trên cuộc đời, do cái sự học sai, hành sai, và nhất là do cái người nào chủ trương ra những cái tà pháp, đấy là nguyên nhân khiến cho chánh pháp biến mất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thắng. Dạ con thưa sư, có phải chỉ có vị chứng thánh đạo, thánh quả khi hỏa thiêu mới có xá lợi không ạ? Các phàm nhân khác có để lại xá lợi không ạ? Con thấy gần đây có rất nhiều nơi có xá lợi, có cách nào phân biệt được thật giả của xá lợi không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Xá lợi thì không nhất thiết là bị lấy phải chứng thánh quả mới có xá lợi. Kể cả người mà chưa chứng thánh quả vẫn có xá lợi, có những người chứng thánh quả cũng không để lại xá lợi.
Vậy thì cái việc đền lại xá lợi cũng không phải là chứng minh là người đấy tu chứng đắc đạo quả, mà cũng hay là cái người không đền lại xá lợi cũng không nói rằng vị ấy không chứng đắc đạo quả gì cả. Và cái xá lợi như thế nào hay là mỗi người có cái sự khác nhau. Nói chung là trong pháp của Đức Phật chẳng bao giờ đề cao cái chuyện để lại xá lợi, chỉ có khi Đức Phật nhập niết bàn hay các vị thánh đệ tử nhập niết bàn thì Đức Phật bảo hãy đi hỏa thiêu rồi đem xá lợi của vị ấy xây tháp để phụng thờ, thì có những vị để lại những cái xá lợi muôn hình muôn vạn khác nhau, như Đức Phật thì 84.000 viên xá lợi, các vị A La Hán và thì cũng để lại xá lợi, hoặc là có những vị thì tiêu thành tro để đem đi thờ thì cũng là xá lợi. Thì vậy nên là thời bây giờ thì nói lên rất là nhiều người cứ căn cứ vào xá lợi để cho là người đấy tu đắc đạo thì nó không đúng. Đôi khi có thể là trong người đấy thiêu thì nó không chết, mà thì có thể là có cái sạn cái sỏi gì trong người đấy nó còn lại sao thì cũng bảo là xá lợi. Để cái người trong người đấy có một cái gì đó nó không phải là cái xương thịt này nó còn sót lại trong cái đống tro đấy, người ta cũng bảo đấy là xá lợi. Cho nên là không nên căn cứ vào cái chuyện xá lợi hay không xá lợi, mà nên căn cứ vào tu tập, biết mình còn phiền não tham sân si thì tu chưa có kết quả. Khi nào mình đoạn trừ được những cái đó, đoạn trừ được cái tham cái sân hận cái si mê tà kiến đó thì lúc đấy là có kết quả. Căn cứ vào cái nội tâm, không nên căn cứ vào lúc chết thì đi thiêu thử xem là đắc đạo hay chưa thì cũng quan trọng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ấn Độ và Myanmar đều là hai đất nước Phật giáo rất hưng thịnh. Giáo pháp tại hai nước ấy đều phải trải qua những biến cố lớn. Có phải là do giáo pháp chỉ tồn tại 5.000 năm nên giáo pháp tại những đất nước quốc giáo lớn lần lượt gặp nạn không ạ? Con kính thỉnh sư chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Cái sự thịnh suy là cái nẽ vô thường ở cuộc đời. Đức Phật nói là thế gian là vô thường mà, thế gian là bất ổn, thế gian nó không có an toàn, thì đó là cái nẽ rất là thường tình của thế gian. Còn giáo pháp nó nằm trong tâm mọi người, ở trong tâm mọi chúng sinh, chứ nó không phải là nằm ở cái quốc độ đấy. Giáo pháp mặc dù sinh ra ở Ấn Độ, hưng thịnh ở Ấn Độ, và những cái biến cố chính trị xã hội đã làm cho giáo pháp biến mất ở Ấn Độ, nhưng mà giáo pháp chưa hề biến mất ở khỏi thế gian. Giáo pháp vẫn lan truyền đi đến những cái vùng khác, đến những miền khác, đến những cái người có cái tâm cầu pháp, hành pháp thì giáo pháp vẫn còn. Cũng ở Miến Điện cũng vậy, thì tuận theo cái luân hồi, cái nghiệp báo của chúng sinh, làm những cái việc thiện thì cái thời thế nó hưng thịnh, khi nào cái quả của nghiệp bất thiện nó trổ thì cái thế gian đấy sẽ suy tàn. Ngay cả thời Đức Phật thế, Đức Phật sinh ra ở trong dòng tộc Thích Ca, cả cái dòng tộc Thích Ca đã chứng các cái thánh quả, nhưng khi cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ thì có cái rồi cũng trải qua những cái kiếp nạn, một cái kiếp nạn rất là lớn mà do có một cái vị vua Vidupada vì đã đem quân đến tàn sát hết cả cái dòng tộc chỉ vì một cái mâu thuẫn nhỏ. Nhưng mà không phải là cái mâu thuẫn đấy là nguyên nhân, mà nguyên nhân là những cái ác nghiệp đã tạo ở trong nhiều kiếp quá khứ. Như vậy thì những cái sự thịnh suy ở thời thế thì nó luôn luôn có cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp như vậy. Và giáo pháp thì không vì như vậy mà biến mất, giáo pháp vẫn tồn tại ở những cái người vẫn tiếp tục thực hành pháp, có thể sẽ lan truyền từ nơi này đến nơi khác. Và cứ khi nào mà còn có nhiều người học pháp, thực hành pháp và thành tựu những cái pháp học pháp hành ấy thì là giáo pháp còn tồn tại. Đến khi nào mà cái đạo tâm của con người nó quá suy đồi, người ta không còn chân chánh học pháp hành pháp mà không thành tựu được những cái pháp nữa, thì lúc đấy giáo pháp sẽ biến mất. Chứ còn cái chuyện thịnh suy của thế gian không ảnh hưởng gì đến cái việc tồn tại hay biến mất của giáo pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Sáng Trung Kiên ạ. Dạ, con thưa thầy, xin thầy cho con hỏi, con duyên với Phật pháp, muốn tìm hiểu và muốn tu học một cách rốt ráo,
Tuy nhiên, hiện con có vợ và hai con, không thể từ bỏ gia đình để đi du học được. Hơn nữa, công việc rất bận, muốn có thời gian tu học tham gia các khóa thiền của nhà chùa, nhưng sợ không đảm bảo được công việc hiện tại vì có thể phải đi làm bất cứ lúc nào khi có điện thoại. Con chưa có giải pháp nào nhằm ổn thỏa cả việc đạo và đời. Con xin sự tư vấn của thầy và xin thành kính tri ân thầy ạ. Khi mà mình muốn cầu tiến bất cứ một cái gì đó, mình cũng phải có cái sự đánh đổi, mình cũng phải có cái sự đầu tư. Như một cái đứa trẻ mà muốn học những cái kiến thức thông thường, cái văn hóa bình thường ở thế gian, thì nó cũng phải, cha mẹ cũng phải đầu tư thời gian, đầu tư tiền của và ủng hộ cho nó để nó học, trải qua 10 năm, thậm chí 20 năm để vun bồi kiến thức, còn không luyến tiếc. Nhưng như vậy khi mình học đạo cũng vậy, cũng đấy là một cái pháp học để nâng cao cái tri kiến, nâng cao cái văn hóa, cái đạo đức, cái trí tuệ. Và đấy cũng là cái con đường, cái pháp học cái đạo lý để đi đến đoạn trừ khổ đau, để đi đến chấm dứt cái khổ đau sinh tử này. Nhưng như vậy mình đã là cái người có cái tâm cầu học đạo thì mình cũng phải chấp nhận là có cái sự đầu tư về thời gian, về công sức như vậy. Nếu như mình muốn học đạo, mình cũng có thể bỏ ra được 20 năm, 12, 15 năm để học văn hóa, thì mình cũng nên bỏ ra một cái khoảng thời gian 1 tháng đến 7 tháng, hay 1 ngày đến 7 ngày, 1 tháng 7 tháng, hoặc 1 năm đến 7 năm. Không cần nhiều, không đòi hỏi là mình phải bỏ ra thời gian quá nhiều như vậy. Mình có thể bỏ ra khoảng một khoảng thời gian vừa phải như thế để mình học đạo, thì mới có được cái pháp môn, thì mới có được cái kiến thức. Nếu như mình hướng về pháp học cũng phải có thời gian để học như vậy, hay là để có được cái kinh nghiệm về pháp hành thì mình cũng nên bỏ thời gian ra để thực hành như vậy thôi. Thì mình không thể nào song hành muốn cả hai được. Cái mình có thể muốn rằng là công việc ổn định, gia đình ổn định, cuộc sống cũng thăng tiến, về mặt đời cũng thăng tiến, mà cũng muốn thăng tiến cả về mặt đạo. Giống như là một cái người vừa muốn hưởng dục vừa muốn ly dục. Cái pháp này nó không thể nào có được. Mình đã muốn có cái hạnh phúc, cái con đường đạo ấy là con đường hạnh phúc khi ly dục, mới đem lại được hạnh phúc. Còn con đường đời, cái bận rộn năng xăng ở đời, là cái người hạnh phúc khi được thỏa mãn những tham dục. Và vì vậy cho nên hai cái con đường này nó sẽ đối lập nhau, mình không thể nào thành tựu cả hai con đường này được. Ví dụ như là một người có thể nói rằng tôi vừa muốn làm vua, vừa muốn hưởng thụ uy quyền, vừa muốn hưởng thụ ngũ dục, tôi lại vừa muốn thành một bậc thánh nhân, hay là một vị Phật, hay một vị A-la-hán gì đó, thì cái điều đó là vô lý, không thể nào thành tựu cả hai mặt đấy được. Mình muốn tiến bộ trên cái con đường đạo này thì mình phải hy sinh, phải chịu khó buông xả những cái bận rộn năng xăng ở cái đường đời. Còn nếu như là mình muốn thành tựu được những cái phước lành ở thế gian thì mình chỉ có tạo những cái phước thôi, tạo những cái phước như là sự cung kính đảnh lễ Phật pháp này, cúng dường hộ trì Phật pháp, giữ giới, và tu tâm ở cái mức độ nào đấy mình có thể, học đạo lý ở mức độ nào đấy mình có thể. Còn nếu như thật sự mình muốn cầu những cái đạo, đi đến cái sự giải thoát, đi đến cái sự chấm dứt cái khổ đau, thì mình phải bắt đầu phải tập buông bỏ, cởi bỏ những cái trói buộc ở thế gian, trói buộc bởi những cái tình cảm yêu ghét ở thế gian, trói buộc bởi những cái phận sự công việc ở thế gian. Bắt đầu mình phải giảm bớt, phải đầu tư cho cái thời gian để học đạo và hành thiền tu tâm ấy. Rồi cái bước đầu thì mình cứ học một ít thôi, sau đó thì tăng dần đi. Đầu tiên thì học một chút, hành một chút, khi nào mình thấy nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự an vui, hiểu ra được cái sự lợi ích, biết được cái con đường này sẽ đi đến cái sự tiến hóa cao thượng, thì lúc đấy mình sẽ buông xả cái đời sống thế tục nhiều hơn, và sẽ dấn thân thực hành cái pháp này nhiều hơn. Và đến một lúc nào đấy mình có thể buông xả được toàn diện, toàn bộ cái đời sống thế tục để chuyên tâm thực hành pháp nữa, thì lúc đấy mới thật sự là rốt ráo, thì lúc đấy mới thật sự là dứt bỏ được, cởi bỏ được cái dây trói buộc ở thế gian, thì mới đi đến cái sự giải thoát an vui thật sự được.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Sơn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi Phật tử tu tại gia theo pháp thiền tứ niệm xứ và bát chánh đạo, tinh tấn thì có thể đạt và chứng ngộ pháp không ạ? Nếu chứng pháp thì nhận biết được không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Phật tử tại gia thì có cái quan trọng là mình có thời gian để tu tập hay không này, môi trường mình có thuận lợi không này, và mình có biết cách thực hành cho nó đúng pháp không, hay là có vị hướng dẫn cho mình thực hành được đúng pháp hay không. Nếu như mình có được đầy đủ những cái thuận duyên, như là có cái thời gian để học pháp, để hành pháp, có cái chú xứ thích hợp đấy, và có những cái người mình gặp được những cái pháp, hay là có những người hướng dẫn cho mình tu tập đúng pháp, thì vẫn thành tựu được. Cái sự thành tựu nó không căn cứ là cái người đó là người xuất gia hay người tại gia, mà nó thành tựu là ở cái tâm của người nào mà ít nhiễm bụi trần, ít phiền não tham sân si, ít các triền cái, thì cái người đấy có thể thực hành bát chánh đạo. Và mình có thể nói là sự thực hành bát chánh đạo là thực hành giới định tuệ thôi, không phải là giải thích quá dài nó khó hiểu. Mình chỉ cần là mình có hành thiền và mình có sự thành tựu kết quả của những cái pháp thiền chỉ quán ấy, mình có thọ trì giới định tuệ, mình có thực hành. Và cái sự thực hành nó cũng có thể là mình biết, cũng có thể là mình sẽ sinh ra cái sự ngộ nhận. Nếu như mình thực hành mà nó chưa được rốt ráo, mình có thể khi cái quá trình mình tu tập ấy, nó sẽ phát sinh ra những cái điều, mà những cái trạng thái tâm mà mình chưa từng trải nghiệm qua. Cho nên nó rất dễ sinh ra những cái hoài nghi hoặc là những cái ngộ nhận. Nếu như mà mình không có một cái vị thầy hướng dẫn, mình rất dễ sinh ra cái sự ngộ nhận. Hoặc là mình hành sai, mình tưởng đúng. Hoặc là mình hành đúng mà mình tưởng sai. Vì vậy nên cũng cái sự thực hành ấy nên thận trọng. Trong cái pháp học thì mình cứ học được càng nhiều càng tốt. Cứ học đúng kinh điển, và cũng đôi khi, nhất là thời bây giờ, có khi ngay trên pháp học đã chưa chắc đã phân biệt được pháp nào đúng, pháp nào sai, chứ đừng nói đến pháp hành. Nên là cái cả pháp học cũng phải có người hướng dẫn, mình học những cái gì trước, cái gì sau, cái gì cần thiết, cái gì quan trọng, cái gì là những cái căn bản cốt yếu. Và trong sự thực hành cũng vậy, cần phải thực hành tuần tự những bước như thế nào và đạt đến những cái kết quả như thế nào. Vậy nên là mình là Phật tử tại gia, nhưng mà nên tham gia những cái khóa tu tập ngắn ngày hoặc dài ngày ấy, ở những cái môi trường tu tập, ở những cái trường lớp nó có uy tín chất lượng ấy, thì có những cái vị thầy hướng dẫn cho mình, thì hàng ngày mình trình bày cái sự tu tập ấy, thì để cho vị thầy xác nhận ấy, thì nó mới chính xác hơn là tự mình đưa ra những cái nhận xét, những nhận định đánh giá nó có thể đúng, có thể sai. Thực ra thì khi mà một cái người chứng đắc các đạo quả siêu thế thì người ta sẽ biết được một cách chắc chắn rõ ràng hơn. Nhưng mà đôi khi cũng có những người chưa chứng đã tưởng mình chứng, cũng có rất nhiều người cũng có những sự ngộ nhận như vậy. Vậy thì cái này nó còn tùy duyên của từng người. Có người tu tập thành tựu và biết rõ mình tu tập thành tựu, có người tu tập chưa thành tựu đã tưởng mình thành tựu. Còn cái không có trường hợp nào một người tu chứng đắc cái đạo quả siêu thế đấy mà lại không biết là mình tu chứng. Đấy thì nó có sự khác nhau. Còn có những trường hợp mà sự thành tựu những cái mức độ thấp thấp khác. Thì nói chung là cứ đừng nghĩ đến cái chuyện là tu chứng hay không chứng nữa, mà cứ thực hành để được nhiều hay được ít mà thôi. Thực hành những cái công phu mình thực hành có miên mật hay không, có tinh tấn hay không tinh tấn, có thời gian để thực hành hay không có thời gian để thực hành mà thôi. Chứ đừng nghĩ đến cái thành quả sớm quá làm gì, mà cứ nghĩ đến cái sự gieo nhân trước đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Tâm Hằng ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc trong kinh Chuyển Pháp Luân, khi Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như thì có một vị chứng bậc thánh đầu tiên. Vậy trong thời nay không hành thiền, chỉ học, suy tư và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì có chứng được bậc thánh không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái điều đó chỉ có trong trong thời Đức Phật thì có rất rất nhiều trường hợp như vậy. Đức Phật thuyết pháp và rất nhiều người sẽ chứng đắc đạo quả ngay trong khi nghe pháp, và ngay
những cái thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi vẫn còn những cái trường hợp ấy. Và cái thời đấy là những cái bậc chứng đắc các đạo quả rất đông, rất nhiều. Những cái bậc A-la-hán ở trên đời rất nhiều, các cái vị chứng đắc thánh quả rất nhiều. Nhưng mà trải qua thời gian thì những cái sự tu chứng đã bắt đầu giảm đi dần dần. Trải qua mấy trăm năm sau thì cái sự tu chứng bắt đầu giảm đi, hàng nghìn năm, nhiều nghìn năm sau. Thì cái sự tu chứng đó lại càng giảm đi rất nhiều nữa. Như thời xưa thì cái sự người tu tập ấy, thì những cái người chứng đắc sẽ rất là nhiều. Nhưng mà về sau cái người chứng đắc sẽ dần dần ít đi và bắt đầu trở nên rất là hy hữu và rất là hiếm có. Rồi nhất là như đến thời bây giờ cũng vậy, sẽ cái sự tu mà kể cả một cái người nỗ lực tu tập để mà chứng đắc được cái đạo quả đến vào đến sơ quả thôi cũng đã rất là khó rồi, rất là hiếm có rồi. Như vậy thì những cái người mà chỉ có học pháp, nghe pháp để mà chứng đắc được đạo quả trong thời nay thì có thể nói là không còn nữa, và đừng hy vọng vào điều đó nữa, tốt nhất đừng hy vọng vào điều đó nữa. Bây giờ mình muốn thành tựu được thì phải có một cái công phu, phải có thời gian thực hành pháp đó rất là chuyên sâu, và có thể may mắn thì có thể thành tựu. Cũng có người thực hành và cũng nỗ lực thực hành, cũng có thể đến một cái mức độ nào đấy, chứ không có khó khăn để mà thành tựu được như thời trước, như thời Đức Phật được. Nên là thời nay đừng hy vọng vào cái chuyện là chỉ nghe pháp với học pháp mà chứng được đạo quả, hay là có nghe ai nói là tôi nhờ nghe pháp, nhờ học pháp mà tôi chứng được đạo quả thì không đáng tin thế này nữa. Mà phải có cái sự tu tập rất là công phu, rất là miên mật thì mới may ra mới có thể thành tựu được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi tìm hiểu về pháp học, con nhận thấy có quá nhiều kiến thức và tài liệu liên quan. Con mong sư chỉ dạy cho con nên bắt đầu từ đâu, đọc sách gì để có nền tảng kiến thức tu thiền được ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Giáo pháp của Đức Phật thuyết pháp ra để mà kết tập lại kinh điển là vô số những pháp môn, vô số những bài pháp. Và trong những pháp môn, những bài pháp ấy là độ cho vô số người với vô số những căn tánh, những căn cơ, những trình độ khác nhau. Thì cái phận sự của những người Phật tử nó là vẫn học giáo pháp để lưu truyền, để giữ gìn lại những cái giáo pháp ấy được tồn tại mãi về sau. Cho nên là với một cái người học pháp thì không giới hạn là người đấy phải học bao nhiêu. Người đấy có trí thức, trí tuệ thì vị đấy có thể học hết cả tam tạng được thì càng tốt. Mà nếu như không thì vị ấy có thể học ít thôi cũng được, chỉ nghe giảng và hiểu một chút xíu và khởi lên cái đức tin là có thể thực hành pháp được rồi. Để mà có được cái kinh nghiệm về pháp hành thì không dựa vào là người đấy phải có bao nhiêu vốn kiến thức pháp học cả. Vị ấy có thể y cứ vào một cái vị thầy có kinh nghiệm pháp hành rồi hướng dẫn chỉ cho mình từng bước một, thì cái vị ấy sẽ có thể là học trong cái lúc thực hành đấy vẫn được. Nên là hàng ngày vị thầy sẽ chỉ cho cái cách thực hành thiền, hơi thiền định là như thế này, giữ giới như thế này, rồi vị ấy y vào đấy thực hành thọ trì như vậy. Sau đó thì thực hành đến đâu lại trình bày vị thầy hướng dẫn đến đấy từng tí một như vậy thì vị ấy vẫn có thể thành tựu được. Còn nếu như vị ấy muốn nắm được những cái kiến thức để tự thực hành thì cũng là cả một vấn đề không dễ chút nào. Nếu như bây giờ mà nắm được hết giới định tuệ thì phải học rất nhiều kinh nuột nuộn thì nó quá nhiều, hoặc là có một số những cái bộ nuộn có thể sẽ cô đọng vắn tắt lại những cái pháp về giới định tuệ đó, thì cũng có một số bộ nuộn có thể vắn, có nhiều những cái sách của các vị thiền sư có thể nói một cách ngắn gọn tóm tắt về những cái pháp thực hành thiền chỉ quán. Nếu như mình học những cái pháp đó thì y vào những cái sách đó, nếu như mình người không có thời gian để học rộng biết nhiều ấy, thì y ký vào một số những cái sách của các cái vị thiền sư có uy tín thì mình cũng có thể thực hành được cái những cái pháp thiền chỉ quán đấy, cũng có thể nắm được những cái phương pháp thực hành về định, về tuệ, về giới định tuệ nào.
hoặc là có những cái bộ luận rất là nổi tiếng như Luận Thanh Tịnh Đạo thì cũng nói rất là sâu về thế nào là giữ giới, cũng nói rất là sâu về thế nào là thực hành thiền, 40 đề mục thiền định, và cũng nói về cái quá trình thực hành thiền quán, thực hành thiền tuệ. Mọi người có thể học một cái bộ đấy cũng nắm được những cái cơ bản về pháp hành thiền chỉ quán. Mà một cái người mà có thể học những cái pháp về vi diệu pháp cũng sẽ nắm được những cái pháp về thực hành thiền chỉ quán. Đấy là những cái cách mà mình học ngắn gọn nhất. Còn nếu mà học chi tiết thì học kinh, luật, luận trong cả tam tạng đó thì cũng đầy đủ về giới định tuệ. Dạ, con kính bạch sư, đã hết các câu hỏi được chuẩn bị trong buổi ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng mà. Idam me bunyam asawa kadam bahamotu idam me bunyam nidbanasa pachajo otu mama punya bhagam sabbasatthanam pachemi te sabbe medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.